Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, bình an, vạn sự hanh thông, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, xuất huyệt chi xà tháng 11 âm lịch năm Quý Mão 2023, được bề trên ban phúc đốn các xu hung, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tiền bạc như ý, mọi sự đều may, đại cát đại lợi. Tiên tri tiết lộ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, đúng tháng 11 âm lịch, thần tài ban lộc, vận số cực may, cực đỏ, làm ăn trúng lớn, tài lộc ùn ùn kéo tới, giàu nứt tường đổ vách, tiền tiêu ba đời không hết, hưởng phúc lớn khi về già. Quý vị thân mến, trong tử vi học có nói rằng, mỗi một năm, một tháng, một ngày qua đi, vận khí của mỗi con người lại thay đổi, thiên biến vạn hóa. Chẳng có số phận nào là thập toàn thập mỹ, mười phân vẹn mười, thời vận lúc lên lúc xuống như con sóng vỗ giữa biển khơi, khiến con thuyền cuộc đời cũng vì thế mà linh đinh bất định. Nhưng bạn ơi, mọi điều trong cuộc sống tưởng chừng khó định như vậy, thực chất đều đã nằm trong sự sắp xếp của số mệnh. Khó khăn, sung sướng, giàu có hay đau khổ đều đã được định sẵn, bắt buộc chúng ta phải trải qua. Trong lá số tử vi của 12 con giáp, được các nhà tử vi học luận giải đã cho biết, người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, khi bước vào tháng 11 âm lịch, hứa hẹn sẽ có nhiều thành công đang chờ đón bản mệnh, những khó khăn sẽ bị cơn gió phú quý thổi bay. Thay vào đó chỉ còn tiền bạc và may mắn cùng nhau song hành, chỉ cần làm tốt điều này, quý nhân thay nhau song hành hỗ trợ bạn đến thành công, giàu có. Tổng quan về tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, cùng với đó là những nét tính cách độc đáo, khác biệt, giúp phân biệt tuổi Ất Tỵ với những con giáp khác. Tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, là tuổi con rắn, năm sinh âm lịch, Ất Tỵ, thuộc mệnh hỏa, phúc đăng hỏa, lửa đèn nhỏ. Mệnh nam, cung cấn thổ, thuộc tây tứ mệnh. Mệnh nữ, cung đoài kim, thuộc tây tứ mệnh. Cuộc đời tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, được Phật Hư Không Tạng Bồ Tát ban phúc, Phật Đại Thế Chí Bồ Tát ban cho trí tuệ, Phật Địa Tạng Bồ Tát hộ mệnh, Phật Phổ Hiền Bồ Tát bảo hộ. Ất Tỵ là sự kết hợp giữa hành mộc của can với hành hỏa của chi, mang lại cho con giáp này có được sự hấp dẫn đặc biệt. Giống như ngọn đèn phát tín hiệu, họ sẽ hút về mình những thứ mà họ muốn. Rắn gỗ có thể trở thành những diễn giả tuyệt vời, hành mộc cũng mang lại cho họ sức mạnh và sự vững vàng. Họ tự tin và có đầu óc tổ chức tốt, tính ngay thẳng và sự chân thành là hai đặc điểm nổi bật của con giáp này. Khát khao sự ngưỡng mộ và rất thích được nổi tiếng, Ất Tỵ sẽ làm hết mình để đạt được thành công trên quy mô lớn và lâu bền. Khôn ngoan, thận trọng, phán đoán tốt và biết đánh giá chính xác giá trị của sự vật, họ sẽ là những nhà đầu tư tài giỏi. Ất Tỵ là người rộng lượng và rất đạo đức, họ không tích cực tự bảo vệ mình như các tuổi Tỵ còn lại. Trong chuyện tình cảm rắn gỗ khá ổn định và lâu bền, họ có rất nhiều bạn bè, được gia đình yêu quý và cũng thương yêu chăm sóc những người này hết mực. Tuy nhiên, rất hiếm khi Ất Tỵ sử dụng lời khuyên của những người thân này, họ thường cố gắng tự mình giải quyết mọi việc. Màu hợp với tuổi Ất Tỵ là xanh, đỏ. Màu khắc với tuổi Ất Tỵ là đen. Tính cách tuổi Ất Tỵ. Ưu điểm: những người tuổi Ất Tỵ có một đặc điểm đó là tiếp cận vấn đề muộn nhưng giải quyết vấn đề sớm. Vì họ là những người có nhiều phát minh, sáng kiến, luôn nhìn thấu mọi vật và từ đó có lối giải quyết thỏa đáng, nhanh gọn. Tuổi Ất Tỵ có tư duy hướng đến tri thức, văn minh, trong họ có một ngọn lửa bất diệt thắp sáng trong những đêm trường tăm tối, cách suy nghĩ của họ tích cực, tiến bộ thường đi trước một bậc. Khi trao đổi, tiếp cận với họ bạn sẽ được gợi mở nhiều ý tưởng quý báu. Nó là nền tảng để đi tới thành công, nên bạn hãy trân trọng những người bạn như vậy. Họ mang trong mình cả một kho tri thức, họ cũng là những nhà sư phạm tài ba, có thể khai trí, mở mang học vấn cho thế hệ trẻ, nhờ đó mà lứa tuổi này hiểu biết hơn, lịch duyệt hơn.
Ngoài sự sáng suốt còn mang năng lượng nên họ rất nhiệt tình, tốt bụng, thích giúp đỡ người khác, biết quan tâm người khác với một tâm lý sốt sắng. Mẫu người này cũng nóng tính nhưng giúp đỡ người khác luôn vô tư, hết mình. Nhược điểm: bản thân những người này là một luồng khí nóng, hư tâm, trống rỗng, cùng với tâm lý cải cách, tiến bộ, đi trước thời đại. Vì vậy nên cần tránh những tệ xấu như ảo tưởng, mơ hồ, xa rời thực tế, viễn cảnh trong đầu mà họ xây dựng quá xa rời hiện thực, để rồi có lúc họ phải thất vọng. Những người có tài thường có chút ít những hạn chế trong tính cách, thậm chí họ cậy tài, sống ngông, kiêu ngạo, bởi thế mới có câu: đèn khoe đèn tỏ hơn trăng, đèn ra trước gió còn trăng hỡi đèn, trăng khoe trăng tỏ hơn đèn, cớ sao trăng phải chịu luồn đám mây. Câu ca dao trên, người xưa đặt vẫn với ý tứ sâu xa khuyên con người không nên kiêu ngạo, phải biết mình, biết người, biết thời. Có câu, biết giới hạn mới là hạnh phúc. Tuổi Ất Tỵ muốn phát huy được ưu thế và cống hiến đóng góp tốt hơn thì cần có sự quan tâm, động viên, truyền thêm niềm tin và năng lượng cho họ. Ví dụ động viên bằng lời nói, động viên về tinh thần, tăng lương, thưởng. Con số hợp với tuổi Ất Tỵ là số 3, 4, 9. Con số khác với tuổi Ất Tỵ là số 1. Sự nghiệp tuổi Ất Tỵ. Tuổi Ất Tỵ có lộc cách nên đi theo con đường kinh doanh, có thể thu được nhiều lợi nhuận. Ngoài ra, các lĩnh vực mới như điện tử, công nghệ, viễn thông đều có thể giúp họ đạt được vinh quang. Mang trong mình thuộc tính khai mở, ánh sáng, soi tỏ, nên những người mệnh này làm công tác giáo dục, điều tra, khám phá, nghiên cứu khoa học thường có thành tựu cao. Một số người của mệnh này có thể trở thành những người nông dân kiểu mới trong thời đại, hay một người thợ có tay nghề chuyên môn cao. Đối với tiền bạc thì tuổi Ất Tỵ gặp nhiều thuận lợi. Ất Tỵ có tính lan man nên dù kiếm tiền tốt họ vẫn bị hao tốn, giúp đỡ cho người thân, về cơ bản cuộc sống của họ đều khá giả hơn người. Nữ Ất Tỵ có lòng thương người, nhân từ và bác ái, do đó họ rất chăm đi làm điều thiện, họ giúp ai thì giúp rất tận tình. Ngoài những đức tính tốt như vậy thì tính họ lại khá nóng tính, nhưng lại được trời phú cho một trí tuệ thông minh hơn người, tích cực. Dù có tiếp cận vấn đề sự việc kém nhưng họ lại giải quyết vấn đề rất nhanh. Do vậy những nghề hợp với nữ Ất Tỵ như giáo viên, giáo sư hay thanh tra, thẩm phán. Nam Ất Tỵ nóng tính nhưng lại có ý nghĩ tích cực, có nhiều sáng kiến nên họ chính là một hình mẫu mà ai chơi với họ cũng rút được nhiều bài học và kinh nghiệm. Có điều họ hay cậy tài và rất cao ngạo, ngông cuồng. Do đó, với những tuổi này thì họ thích hợp làm kinh doanh, làm người nông dân mát tay, làm người công nhân, kỹ sư có tay nghề cao. Tình duyên tuổi Ất Tỵ. Những người mang nạp âm này không phải tuýp người đào hoa, bởi tuổi Tỵ là dịch mã nên cuộc sống bận rộn. Thời trẻ họ ít có cơ hội tiếp cận đối tượng, thường là khi khá cứng tuổi họ mới có những cơ hội tìm hiểu, kết duyên. Sức mạnh của hỏa và năng lượng ấm áp, nên khi yêu họ nhiệt tình và dường như quên hết mọi việc còn dang dở, họ quan tâm, chăm sóc nửa kia rất chu đáo. Người tuổi Ất Tỵ là người đa tình, sau khi kết hôn vẫn có thể thay lòng đổi dạ. Họ cũng khó được như ý hoàn toàn trong chuyện tình cảm, vợ chồng dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi. Nữ mệnh vượng phu ích tử, nam mệnh được vợ trợ giúp nhiều, người này trưởng thành sớm, bản tính đào hoa, thậm chí có thể gọi là trăng hoa, nên tránh xa tửu sắc kẻo gặp họa phá tài. Nữ mệnh nói nhiều, hay cự cãi với chồng, nếu có thể giữ được tâm tính hiền hòa thì cả đời sẽ được an lạc. Tử vi tháng 11 năm 2023 tuổi Ất Tỵ âm lịch thấy rằng, phương diện tình cảm cũng có tin vui báo về, con giáp này hãy luôn cởi mở trong giao tiếp, buông bỏ những nỗi buồn trong quá khứ, như vậy thì bạn sẽ nhận thấy xung quanh mình vẫn còn rất nhiều người đáng để yêu thương. Người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, mang mệnh phú đăng hỏa, phú có nghĩa là phú quý, vinh hoa, đăng nghĩa là ngọn đèn thắp sáng, còn hỏa có nghĩa là ngọn lửa, nhiệt huyết, bùng cháy mãnh liệt. Về bản chất, phú đăng hỏa có nghĩa là ngọn đèn trong đêm, có khả năng chiếu sáng những nơi mà mặt trời, mặt trăng không thể chiếu sáng đến được, mang đến niềm vui hạnh phúc cho con người. Giữa ban ngày, ánh lửa đèn không thể thi triển quang huy, bởi vậy, người mang nạp âm phú đăng hỏa hay dạ minh chi hỏa, thường thích bóng tối, không thích xuất đầu lộ diện, nhưng lại rất tài hoa, lúc cần đến thật được việc. Lúc bình thường, lúc chưa đắc thế, sống âm thầm ẩn dật, khi gặp thời cơ như ánh đèn soi vào bóng tối, sức mạnh không bằng Ất Tỵ. Sức mạnh ở đây nói về khí chất tinh thần để ứng phó với hung vận. Với những người mệnh phú đăng hỏa, thường có tính cách bộc phát, dễ nổi nóng, nhưng rất có ý chí và quyết tâm trong công việc. Nhìn chung, những người thuộc mệnh phú đăng hỏa luôn hướng về sự tiến bộ, văn minh, thích tìm tòi, khám phá những điều mới mẻ. Vì thế, khi ở gần những người mệnh phú đăng hỏa, bạn sẽ học hỏi được thêm nhiều điều thú vị, có ích. Tuy nhiên,
Chính vì trong đầu luôn dồi dào những suy nghĩ đổi mới, cải tiến, nên đôi khi họ bị sa đà vào những viển vông phi thực tế. Cách suy nghĩ tích cực luôn hướng về những thứ tốt đẹp, vượt qua những rào cản, tăm tối. Vì vậy, người khác rất thích trò chuyện với người mệnh phú đăng hỏa. Và sau đây sẽ là tử vi chi tiết từng phương diện trong tháng 11 âm lịch cho người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, vận hạn may mắn và cách hóa giải, giúp bản mệnh đón lành, tránh dữ, gặp hung hóa cát. Về mặt sự nghiệp, bước sang tháng Giáp Tý, tháng có nguyệt lệnh quan đới nâng đỡ, vận trình sự nghiệp của người tuổi Ất Tỵ sẽ trở nên hanh thông hơn khoảng thời gian trước đó rất nhiều. Chỉ cần bạn chịu bỏ công sức thì ắt thu được thành quả xứng đáng. Với những người đang phải tiếp xúc với nội dung công việc mới, bạn luôn cảm thấy hăng hái, muốn thể hiện hiểu biết của bản thân. Chính vì vậy, bạn không ngại nêu lên những suy nghĩ của mình, góp ý cho mọi người xung quanh. Có thể hướng suy nghĩ của bạn sẽ thổi một luồng gió mới vào cách thức hoạt động đã quá quen thuộc của tập thể. Với những ai đã có công việc ổn định, bạn nhận được sự tin tưởng của cấp trên và bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Thời điểm này, bạn có thể được giao cho phụ trách nhiều công việc quan trọng. Đây chính là cơ hội để bạn khẳng định giá trị bản thân, thậm chí chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương. Trên thực tế, tháng này có dịch mã xuất hiện, tức là muốn gặt hái được thành công, bạn cũng sẽ phải chạy đôn chạy đáo, bỏ ra rất nhiều công sức. Tuy nhiên, bạn đừng ngại khó khăn, gian khổ nhất thời, bởi cuối tháng là thời điểm mọi công sức bạn bỏ ra được đền đáp xứng đáng. Về mặt tài lộc, xem tử vi tháng 11 năm 2023 tuổi Ất Tỵ âm lịch, phương diện tài lộc của người tuổi Ất Tỵ thiên về ổn định trong tháng, những người làm công ăn lương có thể thu về một khoản khá hơn người làm kinh tế. Với người làm công, bạn dễ nhận được các khoản thưởng nóng do hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thậm chí có người ghi điểm trong mắt lãnh đạo, nên chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương. Với người làm ăn, kinh doanh, tháng này là khoảng thời gian thích hợp để bạn bắt tay vào gây dựng sự nghiệp. Quá trình dốc vốn đầu tư ắt sẽ khiến bạn tốn một khoản kha khá. Song nếu đưa ra được những định hướng và quyết định đúng đắn, thì tương lai bạn hoàn toàn có thể thu về lợi nhuận gấp nhiều lần số vốn đã bỏ ra. Một số người có tầm nhìn xa, trông rộng, tư duy đi trước thời đại, nên bạn dễ dàng nắm bắt các cơ hội và trở thành người dẫn đầu xu hướng. Tất nhiên, đồng tiền chưa thể đổ vào túi bạn ngay được, nhưng tương lai gần thì rất khả quan. Về mặt tình cảm, gia đạo, phương diện tình duyên của người tuổi Ất Tỵ cũng sẽ nhận được nhiều tin vui báo về. Bạn hãy luôn giữ tinh thần tích cực, cởi mở với mọi người thì sẽ được nhiều người yêu mến. Với những người đã có gia đình, bạn và người ấy được sống trong những tháng ngày ngọt ngào. Người ấy luôn quan tâm và chăm sóc cho bạn, khiến bạn luôn muốn được trở về nhà ngay sau những giờ làm việc mệt mỏi. Mối quan hệ của hai bạn là hình mẫu cho rất nhiều người đấy. Đôi khi vợ chồng bạn có thể vẫn sẽ xảy ra tranh cãi, song bạn biết hạ cái tôi của mình xuống, thông cảm và đặt mình vào vị trí của nửa kia nhiều hơn. Nhờ vậy mà việc giữ gìn hòa khí trong gia đình cũng chẳng còn khó khăn như trước nữa. Về mặt sức khỏe, xem tử vi tháng 11 năm 2023 tuổi Ất Tỵ âm lịch, nhìn chung tình hình sức khỏe của người tuổi Ất Tỵ không có gì đáng lo trong tháng này. Bạn cần nhắc nhở bản thân tiếp tục duy trì lối sống khoa học, ăn uống điều độ, rèn luyện vừa sức. Như vậy thì cơ thể sẽ luôn khỏe mạnh, bạn sẽ luôn có năng lượng để bắt đầu ngày mới. Với những ai đang mắc bệnh thì tháng này sức khỏe của bạn cũng có những dấu hiệu cải thiện nhất định. Đây chính là dấu hiệu đáng mừng vì bạn đã luôn nghe theo lời dặn dò của bác sĩ, hãy yên tâm chữa trị, rồi bạn sẽ khôi phục thể trạng như trước đây. Vậy, trong từng giai đoạn của tháng 11 âm lịch sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965? 1. Tử vi 10 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Trong 10 ngày đầu tiên của tháng, người tuổi Ất Tỵ gặp nhiều may mắn, vận trình cũng tươi sáng hơn nhiều, tài lộc khởi sắc, cả chính tài và thiên tài cùng phù trợ. Hai cát thần này bảo đảm cho tuổi Ất Tỵ có nhiều khoản thu, từ nguồn thu chính đến nguồn thu phụ đều khá dồi dào, thoải mái chi tiêu. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần phải biết tiết chế ham muốn mua sắm, chớ vung tay quá chán, dù tài vận đang vượng, nhưng vẫn có điểm phá tài nhỏ do tiểu hao hung tinh chiếu mệnh. Tiền bạc có phần thất thoát, hư hao, ra ngoài đường nên cẩn thận chú ý đồ đạc tránh hớ hênh quá mức sẽ làm mồi cho kẻ xấu. Xã giao thuận lợi sẽ giúp bản mệnh làm việc gì cũng thuận lợi ngoài dự kiến. Bạn có thể bắt tay thực hiện những kế hoạch trọng đại vào khoảng thời gian đầu tháng, chắc hẳn sẽ thu được những kết quả đáng mừng. Đầu tháng, vận trình công danh sự nghiệp khá thuận lợi, các kế hoạch tiến hành trôi chảy. Song càng về giữa tháng thì vận trình càng sa sút, bản mệnh nên tập trung nhiều hơn vào công việc của mình.
Thương quan cho thấy tuổi Ất Tỵ đang có nhiều mối tập trung khác thay vì chú tâm vào việc mình đang làm. Đường tình duyên có phần tốt dần lên, đào hoa khoe sắc, người độc thân nên tận dụng cơ hội này để tìm cho mình người tâm đầu ý hợp. Đừng quá đặt nặng các tiêu chuẩn và gây khó khăn, áp lực cho chính bản thân mình. Bản mệnh có thể đi từng bước một, bắt đầu bằng việc làm bạn và tìm hiểu về nhau trước khi đi đến mối quan hệ sâu hơn. Theo Hải Thượng Lãn Ông, thời gian này bản mệnh không trị bệnh ở đầu, tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ châm chích tại vị trí này. Quý nhân, Sửu, Dậu, tiểu nhân, Thân, Tý, màu sắc may mắn, xanh, trắng, con số may mắn, 18, 80, 27. 2. Tử vi 10 ngày giữa tháng 11 âm lịch. Người tuổi Ất Tỵ trong 10 ngày giữa tháng 11 âm lịch, hung cát đan xen, song nổi bật lên là ngũ quỷ hung tinh nhập cục, khiến cho bản mệnh gặp phải nhiều khó khăn trong công việc. Bản mệnh vốn dĩ đạt được nhiều thành công khi mà ấn quan tương hợp và nâng đỡ cho con giáp này, tuy nhiên thành công đến quá nhanh cũng có thể trở thành con dao hai lưỡi. Khi mà bản mệnh bị kẻ tiểu nhân ghen ghét và tìm cách phá hoại vận trình sự nghiệp vốn đang phát triển của mình. Nếu không chỉn chu hơn trong cách làm việc để hạn chế những lỗ hổng sai sót, thì có thể bản mệnh sẽ phí hoài công sức bấy lâu nay. Đây là thời điểm con giáp này nên tiến hành việc cầu tài, bởi khi ấy cát khí vượng sẽ có lợi cho việc cầu tài lộc của bản mệnh. Tuổi Ất Tỵ dễ dàng phát tài phát lộc trong khoảng thời gian này, song vận thế xoay vần, càng về cuối tháng, việc kiếm tiền càng khó khăn nên cố gắng nhiều hơn để đảm bảo mức phát triển. Người làm kinh tế nhận về một khoản lời lãi từ những mối đầu tư trước đó. Ngoài ra, bạn cũng đoán được xu thế của thị trường nên có những bước phát triển đúng đắn, khách hàng ngày một đông, giúp bạn lúc nào cũng bận rộn nhưng dư giả. Người làm công ăn lương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên dễ nhận được một khoản thưởng nóng triển vọng. Nhờ khoản tiền này, bạn cảm thấy hăng hái và muốn cống hiến hơn. Về chuyện tình cảm, mọi thứ vẫn chưa ngã ngũ khi mà người tuổi Ất Tỵ chưa thực sự xác định được tình cảm của mình. Khi thì bản mệnh thấy siêu lòng trước người ấy, khi lại cảm thấy có điều chưa thực sự phù hợp, mối quan hệ không được bền vững và có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, cần thời gian để chứng minh tất cả. Quý nhân, Dậu, Thìn, tiểu nhân, Hợi, Mão, màu sắc may mắn, tím, đen, con số may mắn, 55, 67, 29. 3. Tử vi 10 ngày cuối tháng 11 âm lịch. Xem tử vi cuối tháng của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Ất Tỵ tuần này cát khí vượng, giúp cho vận trình khởi sắc rực rỡ. Đường công danh sự nghiệp tuy thăng trầm bất định, song chiều hướng phát triển vẫn khá tích cực, hứa hẹn những cầu vồng đa sắc sẽ xuất hiện sau trận mưa rào. Dịch mã tinh nhập cục cho thấy, tuổi Ất Tỵ thời gian này cần kiên trì và cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa nếu muốn thành công, theo đòi hỏi của công việc. Bản mệnh cần đi lại, di chuyển khá nhiều, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm trạng của con giáp này, song nếu vượt qua được thì sẽ đạt được những bước tiến mới. Về phương diện tài lộc thì càng không có gì phải lo phiền, khi mà thực thần đang tạo ra nhiều cơ hội cho tuổi Ất Tỵ gặp gỡ quý nhân, thì tiền bạc không lo thiếu thốn, cứ hết rồi lại có. Bản mệnh khá mát tay trong chuyện đầu tư, tài lộc dồi dào, khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Bản mệnh được trao cho tài ăn nói khéo léo, giỏi thuyết phục khách hàng, thời gian cuối tháng mà ký kết hợp đồng, mua bán hay khai trương đều được nhiều người ủng hộ. Bên cạnh đó, bạn còn được lộc ăn uống, quà cáp, có người đến thăm hỏi, biếu xén. Tin vui nữa đến với bản mệnh chính là chuyện tình cảm có những khởi đầu tốt đẹp với người độc thân. Khi hai người đã dần hiểu nhau hơn và có ý định tiến tới một mối quan hệ lâu dài, báo hiệu tương lai tươi sáng ngập tràn hạnh phúc lứa đôi với con giáp này. Quý nhân, Thìn, Sửu, tiểu nhân, Mùi, Thân, màu sắc may mắn, đỏ, vàng, con số may mắn, 63, 36, 12. Cẩm nang vượng vận cho tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, tháng 11 âm lịch 2023. Quý vị thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ, thuận lợi, chắc chắn chúng ta cần tìm được những người đối tác phù hợp, giúp cho vận trình tăng lên gấp bội lần, kích vượng tài lộc, thu hút may mắn. Vậy người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? 1. Tuổi Ất Tỵ với tuổi Sửu. Tuổi Châu và tuổi Rắn có nhiều điểm chung hơn là sự khác biệt, cả hai đều chăm chỉ, sâu sắc và coi trọng chất lượng hơn số lượng và cả vẻ ngoài hào nhoáng. Hai hành tinh này đều đặt gia đình ở vị trí hết sức quan trọng, họ coi ngôi nhà của mình là nơi bình yên và thoải mái nhất sau những giờ phút mệt mỏi và thăng trầm trong cuộc sống.
Người ngoài cuộc có thể coi đây là cặp đôi nhút nhát và có phần nhạt nhòa trong cuộc sống sôi động, nhưng thực chất, bên trong con người của họ vẫn cháy lên sự nhiệt huyết, đam mê công việc trong đời sống thường ngày. Nếu là đối tác kinh doanh, Sửu và Tỵ khá hợp cả. Phương pháp tiếp cận vấn đề hết sức thực tế và trân trọng của người tuổi Sửu sẽ bổ sung cho Ất Tỵ ở chỗ, Tỵ thường nhanh chóng và khá trực giác khi đưa ra quyết định. Rắn khá thông thái và linh hoạt trong chuyện kiếm tiền, bên cạnh đó, rắn còn khéo léo giao tiếp và khá nổi bật trong công việc. Điều này chính là niềm mong đợi của Châu vì tuổi này thường hợp với vị trí hậu phương hơn. 2. Tuổi Ất Tỵ và tuổi Tỵ. Tỵ và Tỵ có thể trở thành một cặp đôi ăn ý nếu hai người này biết được thói quen và động lực của người kia. Hai hành tinh này đều sexy và cuốn hút nhưng theo cách khác nhau. Tuổi Tỵ thường nổi bật trước đám đông và giàu năng lượng hơn tuổi Tỵ. Cách tiếp cận của hai con giáp này với cuộc sống khá khác nhau nhưng không hoàn toàn trái ngược hẳn nhau. Người cầm tinh con rắn thường dựa vào trực giác hơn là các hiện tượng khách quan để đánh giá sự vật hiện tượng. Còn người cầm tinh con rắn thường dựa nhiều vào may mắn và biết cách tận dụng lợi thế và cơ hội. Nếu là đối tác kinh doanh, Tỵ và Tỵ xuất hợp nhau, tuổi Tỵ sẽ là người tổ chức lập kế hoạch và khá may mắn trong chuyện tiền bạc. Trong khi đó, tuổi Tỵ là người thích hợp nhất để biến những kế hoạch của Tỵ thành hiện thực. Bởi vậy, tổ chức mà hai người này cùng tham gia sẽ làm ăn rất hiệu quả. 3. Tuổi Ất Tỵ và Ất Tỵ. Hai tuổi này có mối quan hệ khá mật thiết với nhau bởi họ có nhiều điểm chung. Người tuổi Ất Tỵ thường hay lo lắng và thấy bất ổn. Bởi vậy, sự ổn định và tin tưởng lẫn nhau hết sức quan trọng của hai con giáp này. Dù quan hệ của họ thân thiết hay chỉ dừng ở mức xã giao thì họ luôn luôn vui vẻ và hài hước khi gặp nhau. Hai người tuổi Ất Tỵ sẽ hấp dẫn nhau ngay từ thời điểm đầu, mặc dù có đôi lúc họ cạnh tranh nhau để giành vị trí trung tâm của sự chú ý. Hai người tuổi Ất Tỵ kết hợp cùng làm ăn với nhau, họ sẽ cùng tỏa sáng. Họ may mắn với chuyện tài chính và trực giác của họ khá phù hợp với công việc kinh doanh. Họ chỉ tin vào những điều có tính logic để chỉ ra đường đi đúng. Bên cạnh đó, người tuổi rắn khá thận trọng và sẽ không mạo hiểm với những tình huống không chắc chắn. Tuổi Ất Tỵ khá năng động trong các cuộc họp và các cuộc gặp gỡ đối tác. Bởi vậy, công việc kinh doanh của họ có chiều hướng phát triển. Vấn đề xảy ra khi một trong hai người tuổi Ất Tỵ muốn cạnh tranh để trở thành trung tâm của sự chú ý. Do đó, cả hai cùng phải học cách tạo ra một mối quan hệ hài hòa, không có chiến tranh. 4. Tuổi Ất Tỵ và tuổi Dậu. Tuổi Ất Tỵ hấp dẫn, quyến rũ và thích sự nổi tiếng, còn tuổi Dậu thì rất thích rong chơi cùng bạn bè. Tuy nhiên cả hai đều thích làm cho không khí gia đình thoải mái và an lành. Hai hành tinh này, dù là bạn, người yêu, đối tác làm ăn hay các thành viên trong gia đình, thì mối quan hệ của họ đều có những vững chắc và bền chặt. Khi Tỵ và Dậu là đối tác làm ăn, công ty của họ sẽ phát triển thịnh vượng và có trật tự. Người cầm tinh con gà hay chú ý đến tiểu tiết và có thể đảm nhiệm tốt nhiệm vụ quản lý tài chính. Bên cạnh đó, tuổi gà còn giúp công ty lập ra những kế hoạch ít mạo hiểm. Cả Tỵ và Dậu là những phương thức mới có tính rủi ro cao, bởi thế mà có thể nói rằng hai hành tinh này khá đồng nhất quan điểm trong chuyện làm ăn. 5. Tuổi Ất Tỵ và tuổi Tuất. Hai người tuổi Ất Tỵ và Tuất có mối quan hệ khá phức tạp, nhưng họ hoàn toàn có thể dung hòa được, cả hai con giáp này đều hay lo lắng và cảm thấy bất an. Điều tuyệt vời là nhờ vào mối quan hệ chung này mà cả Ất Tỵ và Tuất đều có thêm sức mạnh, nghị lực và trở thành chỗ dựa vững chắc của bạn bè, đồng nghiệp. Có thể nói rằng, hai hành tinh này không có nhiều điểm tương đồng, nhưng cũng không xung khắc. Người tuổi Tuất tốt tính và hay chiều người khác, nhưng đa sầu, đa cảm. Trong khi đó, người tuổi Ất Tỵ rất cuốn hút, hấp dẫn, nhưng có phần sống khép mình, thích sự yên tĩnh, ổn định hơn là sự ồn ào, náo nhiệt. Tỵ và Đất cũng sẽ tạo thành một tập thể vững mạnh và liên tục đi lên nếu cùng làm ăn với nhau. Cả hai hành tinh này đều giỏi giao tiếp. Người tuổi Tuất phân biệt rất rõ ràng. Bên cạnh đó là Tỵ rất thông minh, tuy không tin vào logic mà còn dựa vào cả trực giác để phán đoán công việc. Bởi vậy, rất ít khi Tỵ mắc sai lầm trong kinh doanh. Hơn thế nữa, tuổi Ất Tỵ còn rất may mắn với chuyện kiếm tiền. Do đó, chuyện làm ăn của họ liên tục phát triển, trong đó Tỵ sẽ đóng vai trò là người ở tiền tuyến. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, hãy học hạnh của Đức Phật. Khi Phật bị vu khống tội tà dâm và giết người, nhưng Ngài vẫn tĩnh lặng như tờ, xem như không có chuyện gì xảy ra. Vội vàng, ta đâu có được gì ngoài việc thỏa mãn cái tâm đang khuấy động ta ngay lúc đó. Nhưng sau khi nhìn lại, ta thường cảm thấy hối hận về những quyết định tức thời có phần ngu ngốc và thiếu lý trí. Vậy nên, chi bằng nhận diện nó là không tốt và học cách để luyện cho mình tính tâm từ bây giờ, đơn giản thôi, khi tâm trí bị khuấy động,
Đừng để ý tới ngoại cảnh, hãy quan sát suy nghĩ, cảm xúc của mình. Sau đó hãy để cho nó được nghỉ ngơi, hãy dành chút thời gian không suy nghĩ gì. Càng tìm cách để giải thích, xử lý vấn đề thì càng rối thêm mà thôi. Hãy tin rằng tâm trí sẽ tự ổn định theo cách riêng của nó. Khi tâm trí bình yên như hồ nước phẳng lặng, tự khắc mọi chuyện sẽ được giải quyết, chẳng nên dùng một chút nỗ lực nào trong đó làm gì. Tâm ta thường khó có thể tĩnh lặng khi đuổi theo những ham muốn, mà phàm là người thì ít ai trong cuộc đời này sống không tham muốn và mong muốn khác nhau ở chỗ đó. Một đằng muốn cho bằng được, nếu không được thì nổi giận oán hờn, tìm cách trả đũa và quyết tâm chiếm đoạt cho mình, nên bất chấp luân thường đạo lý, có khi cũng phải giết người để thỏa mãn lòng tham muốn. Thậm chí cả khi thành công ta vui sướng, thì vẫn là lúc tâm trí đang xáo trộn chứ không hẳn đó là việc đáng mừng. Thực ra, cuộc sống thành bại đan xen, được mất vô cùng, tâm người nếu vui buồn như những con sóng thì sẽ mệt mỏi không nguôi. Cho nên dù vui hay buồn, thì cuối cùng, tâm tĩnh như nước thì mới là cảnh giới tinh thần cao thượng trong cuộc đời. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 11 âm lịch năm 2023 của tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.